này là món bò lụi. Bò lụi ở chân núi Sam. Mà mọi người thì nói bò lụi chứ cái này nó là mỡ chài á mọi người. Mỡ chài, ngon. Hello, xin chào mọi người. Ngày thứ hai trong hành trình của mình đến An Giang. Hôm nay mình đang ngồi ở chợ Châu Đốc. Ở sau lưng mình là chợ Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang. Mình đang ngồi ở trên một cái ban công của cái khách sạn Trung Nguyên đối diện với chợ Châu Đốc. Khách sạn này có một cái view rất là đặc biệt tại vì nó nằm ở giữa chợ Châu Đốc. Ở dưới mọi người đấy cho mọi người xem cái cảnh chợ Châu Đốc, mọi người xem cái cảnh chợ Châu Đốc nhìn từ trên cao. Ồ. Tại mình thấy ở Châu Đốc còn rất là nhiều những cái chiếc xe lôi á mọi người. Một cái sự đặc trưng rất là dễ thương của người Châu Đốc. Hình như là cái loại xe này á, thì mình đi về khu vực miền Tây á, mình thấy nhiều. Chứ ở Sài Gòn của mình thì gần như là mình không thấy nó nữa. Và mình đi ra phía Bắc thì cũng hình như là không còn. Đa số là còn khu vực ở miền Tây. Những cái chiếc xe mà người ta đã ở ngoài trước, còn lại thì khách họ ngồi ở phía sau. Nó khác cái xe xích lô. Xe xích lô thì người tài xế người ta phải đạp ở phía sau, đẩy người ở ngoài trước. Còn chiếc xe lôi thì người ta ngồi ở ngoài, người ta đạp ở ngoài trước và người ta kéo người ở ngoài sau. Thực ra thì cảm thấy là những cái khu du lịch của An Giang thì cũng đẹp, nhưng mà trải nghiệm cái thực tế bên ngoài nhiều hơn. Hôm nay mình sẽ đi khu làng của người Chăm. Anh lưới cá. Mình đang đi qua bên cái cồn Châu Giang, làng của người Chăm. Ở đây còn cái nét hoang sơ rất là đẹp, yên tĩnh của làng quê Việt Nam. Xong rồi mùa nước nổi là người ta bắt cá linh rồi đó. Còn bây giờ nó có những cái làng bè nè. Những cái làng bè này người ta nuôi cá bà sa. Có làng bè dọc bên sông. Ra đến tại Châu Đốc này ở bên kia bờ sông Hậu là mình tới được cái làng Chăm ở Châu Giang. Nơi đây người ta còn giữ được cái phong tục đầu hồi đầy huyền bí và quyến rũ của những người Chăm ở Bắc Châu Giang này. Thế này là cái dốc luôn vậy? Cái quách luôn vậy? Cái quách. Ở đây nhiều cái trái này ha. Ở đó để ăn rồi báo đó là vừa. Cảm ơn chị, em thích ăn cái này lắm. Em không ăn được, cái mùa nó không ăn được. Trái chỉ cầm nó ngon đó, giò thôi trái. Cách có 5 phút qua phà thôi là mình đi quanh cái làng này á, mình sẽ bắt gặp được những cái căn nhà còn lưu giữ được cái nét đặc trưng của người Chăm á, ở những cái miền tây sông nước này như là nhà sàn, khu này ngày xưa là mùa nước nổi về á.
có rất là nhiều nước cho nên họ cắt ngoài sàn như vậy. Và khi mình đi qua bên làng của người Chăm thì mình thấy những cái thánh đường là cái nét đặc trưng của họ. Và những người Hồi giáo thì thường họ tới những cái thánh đường là cái nơi mà linh thiêng nhất. Mà hình như mình nghe là chỉ dành cho nam giới thôi. Mình nghe kể là và thường là người Chăm họ sẽ làm lễ khoảng 5 lần một ngày. Và đặc biệt là cái ngày thứ 6 là mọi người sẽ không có được vắng mặt khi làm lễ. Nằm ở trong cái cồn Châu Giang, làng của người Chăm, mình đi dọc mình thấy rất là yên bình và cũng đầy bí ẩn, và sẽ rất khác với cái khu sự ồn ào ở bên phố chợ của Châu Đốc, rất là yên bình mọi người. Đang tới đình Châu Phong, đình Châu Phong cũng nằm ở trong cồn Châu Giang bên làng người Chăm đó mọi người. Đình khá là cổ kính, có cái lối kiến trúc nghệ thuật đậm chất hoài cổ phương Nam, kết hợp với phong cách của thời Pháp thuộc. Chúng nó gợi lên cho chúng ta một cái thời kỳ huy hoàng của miền Nam Việt Nam. Nhìn rất là cổ. Xung quanh đình Châu Phong có một cái khuôn viên rộng lớn cũng đẹp, yên tĩnh. Một cái kiến trúc đặc trưng của người Pháp. Cộng với đây, những cái họa tiết. Những cái họa tiết của người Pháp. Ở đình Châu Phong người ta thờ thần nông, tại vì khu này ngày xưa chuyên về làm nông nghiệp các kiểu, và thờ các vị thần để giữ an ninh cho khu vực Châu Phong, vùng Châu Phú, An Giang. Những vị tiền nhân mở cõi phương Nam thời vua Minh Mạng